Kênh Mai Vàng miền Bắc 123 xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 2 âm lịch năm 2022. 15 tháng 2 âm lịch các bác nhé. Đấy thì vườn em xả tàn toàn bộ vườn luôn. Thì trong video này thì em làm cái video và chia sẻ với quý vị cũng như là giải thích thắc mắc của một số bạn đang nói là như thế này không phải là xả tàn, như thế này là dạng tỉa cành. Thì mình xin chia sẻ với các bạn như này. Đây là cây mai ghép các bạn nhé. Đây là cây mai ghép. Mình xả tàn cần phải có những cái kỹ thuật cao của nó. Đấy. Ý các bạn nói là đây là không phải xả tàn. Hôm trước mình có quay cây mai này, mình xả tàn xong và mình có quay cây mai này. Thì một số bạn bảo là đây không phải là xả tàn mà là tỉa cành. Thì mình xin thử hỏi các bạn là cái này mình để lại có 4 mắt lá. Các cành này để lại có 3 mắt lá. Đấy. Các cành này để lại có 3 mắt lá. Là cái khẩu độ ngắn nhất rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy 3 mắt lá đây, 4 mắt lá đây. Là cái khẩu độ ngắn nhất rồi. Thì xin thử hỏi các bạn là như thế nào gọi là xả tàn? Xả tàn tức là cắt ngắn đi so vết cắt cũ đây. Vết cắt cũ năm ngoái đây. Đây là vết cắt cũ năm trước này. Đấy. Vừa là giải thích với anh em, vừa là chia sẻ tới tất cả mọi người nhé. Là cái như thế nào là xả tàn và nên xả tàn như thế nào nhé. Chứ không phải là cây nào chúng ta cũng xả tàn giống nhau. Đấy. Đây là vết cắt cũ năm trước. Thế còn mình cắt ra đến đây rồi. Để lại có 4 mắt lá. Cái bên này thì được 3 mắt lá. Để lại được 3 mắt lá. Đấy. Ngắn hết cỡ rồi các bạn ạ. Ngắn hết cỡ rồi. Đây. Đây là vết cắt cũ năm trước. Đấy. Đây là vết cắt năm nay. Cũng để lại 1 mắt lá, 2 mắt lá, 3 mắt lá. Đây là tình trạng cắt gom tàn nhất, ngắn nhất rồi các bạn nhé. Nhưng mà trên cây nó vẫn còn một số lá này các bạn này. Chắc là các bạn thắc mắc rằng là trên cây mà còn lá thì không phải là xả tàn. Các bạn nhầm các bạn nhé. Các bạn mới chơi, các bạn nhầm điều đó. Những cái năm mình mới chơi ấy, cách đây gần chục năm ấy, thì mình cũng nghĩ giống các bạn ấy. Đấy. Và cứ xả tàn ấy là phải xả cụt hết, không còn một cái lá nào. Không còn một cái lá nào nằm ở trên cây thì mới gọi là xả tàn. Ý các bạn là như vậy. Thì cái suy nghĩ của các bạn ấy giống như mình cách đây 10 năm rồi. Đấy, mình xin chia sẻ với các bạn như vậy nhé. Thế còn các bạn thì có thể có cây giống mình, các bạn có thể xả tàn hết. Các bạn để như này, các bạn xả hết những cái lá này, lá xanh này. Và xả hết cái lá đỏ, lá non này mới ra cũng được. Nhưng mình thì mình không xả nhé các bạn nhé. Đó. Và bạn nào theo mình thì theo mình tư vấn thì là không nên xả các bạn nhé. Đấy. Thế còn bạn nào thì có cây thì các bạn có thể xả cây của các bạn mà. Cây của các bạn có quyền xả, không nhất thiết phải làm theo video. Video làm ra là để chia sẻ với rất nhiều người. Bạn nào mà cảm thấy cái video nó hay, hữu ích và hợp lý thì mình làm theo. Thế còn không hay, hữu ích thì mình có thể tham khảo một số video ở kênh khác. Hoặc làm theo, tự làm theo ý của mình. Không nhất thiết phải làm theo video. Và cũng không ai bắt các bạn phải làm theo video cả. Đấy. Các bạn, một số bạn là thắc mắc bảo là như thế này không phải là xả tàn. Ý các bạn là xả hết những cái này mới gọi là xả tàn. Thì cái đó chỉ là suy nghĩ cách đây của mình hơn 10 năm thôi. Trên dưới 10 năm các bạn. Đấy. Như thế nếu các bạn xả tàn, lốt những cái cành này, các bạn cắt hết thì cây mai sẽ có nguy cơ suy các bạn nhé. Đấy, các bạn không nên xả tàn như vậy. Khi mà cây nó ra một số đọt non và nằm bên trong thân như này, đặc biệt là cây mai ghép. Đấy, nằm bên trong thân các bạn có thấy không? Nằm bên trong thân này, nó không có liên quan gì cả đến bên ngoài việc xả tàn cả. Mà lá nó rất nhỏ thì các bạn nên để lại để nó kéo cái cây lên, nó nhanh phục hồi. Đấy. Kéo cây lên nhanh phục hồi các bạn nhé. Chứ các bạn bây giờ bấm hết, cụt hết đây, cụt hết đây đi, thì cây mai ghép thì nó rất dễ bị suy, rất dễ bị yếu. Không suy thì cũng yếu các bạn nhé. Đấy. Bây giờ mình sẽ ra quay một số cây mai mình xả tàn để các bạn xem. Cũng gọi là xả tàn và mình cũng xả theo cái quy trình như này. Xả mức ngắn nhất. Có những cây nó có cái mầm non bên trong thì mình nên để lại. Còn có những cây không có mầm non bên trong thì nó đúng như cái suy nghĩ của các bạn là xả không còn cái lá nào. Thực ra mình không có xả một cái nào cả mà mình cứ xả bình thường thôi. Còn cái nào nó có lá non nằm bên trong thì nó sẵn có thôi.
chứ mình muốn để lại cũng không được, mà muốn cắt cũng không được, không ai đi cắt những cái cành này cả. Thế còn muốn nó mọc ra cũng không được nhé. Bây giờ mình sẽ sang quay một số cây khác để các bạn xem nhé. Đây là một cây mai sủ chảy nằm trên cái chậu rồng của mình. Tay cành và lá rất là tùm các bạn nhé. Và đây là hình ảnh xả tàn như vậy. Nó cũng xả giống quy trình như trong cái cây vừa nãy mình quay thôi. Đấy. Thế nhưng mà cây này nó không có những cái lá mọc sẵn trong thân, thì nó ra một cái hình ảnh nó như thế này. Vẫn xả một quy cách như vậy các bạn nhé. Nhưng cây nó không có lá non nằm trong thân thì nó ra cái hình ảnh trơ trụi như này. Ý các bạn là khi xả tàn là nó phải trơ trụi như này thì mới gọi là xả tàn. Thì điều đó các bạn nhầm rồi nhá. Các bạn nhầm, như mình chơi mai 10 năm thì mình không có nhầm đâu. Đấy. Tùy từng cây các bạn nhé, không có cây nào giống cây nào cả. Đấy. Cây này thì không còn một cái lá nào cả. Thì vẫn cái quy trình xả như thế thôi. Vườn mình thì có vài chục cây thì xả có cây này có cây kia. Như đấy là xả tàn, còn cắt tỉa cành khác các bạn nhé. Cắt tỉa cành khác. Còn tất cả các cây của mình đều quay đều là xả tàn hết. Đây. Và cây này cũng ở một cái trạng thái khác này. Đấy. Là vừa xả tàn ngày hôm qua luôn các bạn nhé. Xả tàn ngày 14 tháng 2 âm lịch luôn. Hôm nay là 15 tháng 2. Thì khi xả tàn thì nó có sẵn những cái lá non như này rồi. Thì mình khuyên các bạn là không nên cắt trụi nhé. Bạn nào mà cắt trụi thì tùy các bạn đấy. Nhưng mà cây mai nó sẽ yếu. Nhẹ thì yếu mà nặng thì suy các bạn nhé. Rồi. Đấy, các bạn thấy không? Cây này cũng vừa xả tàn ngày hôm qua. Đấy. Đây. Dưới đất đây vẫn còn lá đây. Đấy. Dưới đất vẫn còn lá nha. Lá già cũ nha. Trên thân. Lá non đây. Đấy. Đây. Lá non trên cây. Và dưới đây. Lá già xả đây các bạn. Đấy. Vừa xả tàn xong hôm qua các bạn nha. Đấy. Không phải cây nào cũng xả tàn giống nhau đâu. Xả tàn thì quy cách cắt giống nhau, nhưng mà không phải cây nào cũng cắt bỏ toàn bộ lá, các bạn nên nhớ điều đó. Có những cây yếu các bạn cần phải để lại những cái lá để cho cây nó thở, nó quang hợp. Và với những cây mai ghép như thế này, nó ra nhiều đọt như này, thì các bạn đừng có cắt cái đọt non của nó. Còn các bạn bảo là đây không phải là xả tàn, các bạn nhầm rồi. Đấy. Đây, mình quay các bạn này. Đấy, vẫn là hai cây gần nhau này. Đấy, những cây này xả tàn thì cụt không còn một cái lá nào luôn. Đấy. Thì vẫn hai quy trình xả giống nhau thôi. Vẫn đều là cắt gom làm sao ngắn nhất có thể để cây mai nó tròn, nó đẹp. Ừ. Đấy. Cây này xả đây các bạn. Đấy. Đây, cây tàn, mai tàn thông nhé các bạn nhé. Chứ cây này thì không còn một cái lá nào luôn. Đấy. Còn cây bên này đây. Các bạn xem cũng là cây mai tàn này. Đấy. Cũng là xả giống cây mai vừa quay xong. Nhưng nó còn một số lá này các bạn này. Còn một số cái lá non này. Các bạn nên để lại nhá. Nó không có ảnh hưởng gì cả. Tàn nó tận đây cơ, mình xả tàn tận đây cơ. Cái cành này không liên quan gì đến xả tàn cả. Đấy. Thì các bạn nên để lại. Đây. Thế còn cây này đây. Đấy. Đấy. Xả hết, nay vườn mình xả hết nhá. Đấy. Các bạn bảo là tỉa cành là sai đấy. Các bạn đang nhầm đấy, mình không nhầm đâu. Đúng. Này là vườn mình xả hết các bạn nhé. Ý các bạn là cây phải trụi như thế này mới là xả tàn. Ý các bạn là như vậy. Cây nó phải cắt xong, phải xả tàn, nó phải trụi như này thì mới gọi là xả tàn. Thế thì các bạn nhầm rồi. Đấy. Này các bạn phải phân biệt được là cây, cái lá non ấy nó nằm ở trong thân. Đây các bạn này. Như cây này của mình còn một cái lá này. Đấy. Đấy, bên này đây. Còn một cái mầm này. Nó không ảnh hưởng gì cả. Thì mình nên để lại để cho cây nó khỏe nhá, nó nhanh phục hồi nhá. Đấy. Hoặc đây. Có tất cả cây này là tốc rất là to, cây rất to nhưng mà có 3 cái đọt non thì các bạn nên để lại. Đấy, các bạn đừng có cắt hết. Đấy. Thì nhìn qua cây này thì các bạn mới thấy rằng nó là đúng nghĩa xả tàn. Thế còn các bạn nhìn cái cây mà nó có nhiều mầm ấy thì các bạn bảo đấy là không phải là xả tàn, đấy là tỉa cành. Đấy chính là xả tàn, vẫn là xả tàn các bạn nhé. Mình chốt lại là đấy cũng chính là xả tàn. Nhưng mỗi cây nó một khác nhau. Đó. Thì mình làm cái video này thì cũng là chia sẻ tới anh em là hôm nay là mình xả tàn toàn bộ vườn ngày 15 tháng 2 âm lịch.
xả tàn toàn bộ vườn và giải thích một số anh em như thế nào là xả tàn, như thế nào là tỉa cành, và khi xả tàn thì mình nên để lại những cái lá non hay không, lá non nằm trong bên trong thân hay không, thì mình khuyên các bạn, tư vấn các bạn là các bạn nên để lại nhé, giống cái cây đầu tiên mình quay ấy. Đấy, các bạn nên để lại. Chứ còn các bạn có thể cắt hết, không sao cả, cây các bạn thì tùy các bạn. Đấy là mình chỉ tham gia thôi. Đấy. Đây, và với cây mai này các bạn, đây cũng là một cây mai ghép, cây mai vàng ghép cúc thọ hương. Đấy, chúng ta nhìn thấy trước màn hình là cây mai đã xả tàn và xả ngắn nhất có thể. Với cây mai ghép thì càng xả ngắn thì cây càng sung, cây đỡ yếu các bác nhé. Xả ngắn nhất có thể, có những cành xả đến dài 30 phân, còn chỉ để lại 15 phân thôi. Dài 4, tổng dài 45 phân, xả đi bỏ đi 30 phân. Đấy, còn lại dài 15 phân, đa số là còn lại dài 15 phân. Thế và vẫn có một số lá nằm bên trong mà xả tàn không tới nó. Đấy, xả tàn không tới nó các bác nhé. Đấy, các bác lưu ý là lá nằm bên trong. Đây, như cái lá này nằm bên trong này, không liên quan gì đến việc xả tàn. Đây, cái lá này nằm bên trong, không liên quan gì đến việc xả tàn. Thì mình tư vấn các bạn nên để lại, đừng có cắt hết nó. Đặc biệt với cây mai ghép, những cái chồi non rất quan trọng. Đấy, các bạn nên để lại. Đấy, chứ không phải là cây nào xả tàn cũng chơi trụi hết đâu. Tùy theo cây, có những cây nó đã ra lá non rồi thì các bạn phải biết tận dụng. Đấy, để cho cây nó nhanh phục hồi, nhanh sung sức. Còn có những cây không có lá non thì làm gì có cái gì để mà để lại các bạn. Có cái lá nào đâu mà mọc, muốn nó mọc cũng không được ấy. Mong nó mọc cũng không được ấy. Đấy. Đây, như cây này đây. Cây này bây giờ mình có muốn mong nó mọc lá bên vài cái lá bên trong thân cũng không được các bạn nhé. Đấy, các bạn đừng có nhầm cái việc là mình xả tàn là đấy, không phải xả tàn, đấy chỉ là tỉa cành nhé. Các bạn nào mà đang nói là đó là tỉa cành, các bạn nhầm lớn đấy. Đấy, cái này mình còn đang mong nó mọc thêm mấy cái mầm bên trong để cho cây nó nhanh phục hồi, nó bộ rễ nó kéo được lên, lá nó ra là rễ nó ra, lá nó ra là rễ nó ra, nó kéo được bộ rễ lên, cây nó khỏe. Mình đang mong nó có một số cái mầm như những cây kia, nhưng mà nó không có các bạn nhé. Đấy, không có, cây này không có. Bởi vì mình để lá nó, mình tút lá nó cây này không chơi hoa Tết. Mình tút lá, mình để lại nhiều lá quá. Đấy. Đấy, như cây này đây. Thì làm gì còn cái lá nào. Các bạn muốn nó có lá cũng không có nhá. Đấy. Muốn nó có lá cũng không có. Đấy, cùng ngày xả tàn đấy. Đấy, cây bên trái này vừa xả tàn xong. Cây bên phải, hai cây bên phải để vừa xả tàn hôm qua. Đấy. Khi xả tàn thì lá nó đã trong thân nó đã có rồi các bạn nhé. Đấy. Khi xả tàn thì bên trong thân nó đã có sẵn rồi. Sẵn lá non rồi. Thì chúng ta nên tận dụng để lại. Đây. Như cái cây quay đầu tiên đây. Mình quay lại cây này. Và cũng là cây hôm trước lên video mình xả tàn. Xả tàn để cho mọi người tham khảo theo. Đấy, các bạn có thể giống như cây này của mình. Các bạn có thể cắt hết các cái lá của nó. Tùy từng các bạn, tùy từng quyết định của các bạn nhé. Thế còn với mình thì mình không cắt các bạn nhé. Đó. Không phải cây nào cũng cắt hết. Những cái đọt non nằm bên trong thì nó ảnh hưởng gì đâu mà đi cắt nó. Cắt thì làm cho cây mai yếu và suy thôi. Đó, tùy quyết định các bạn nhé. Mình xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những video tiếp sau.